xin chào anh em nhé à, chào mừng anh em đã trở lại với kênh crypto channel của mình à, hôm nay mình sẽ làm video để cập nhật một thông tin rất là mới từ sàn remitano à, thì mình cũng vừa mới nhận được một cái email từ sàn remitano để gửi tới về cái thông báo với nội dung như sau À uh, Remitano Network tức là Renet uh, có một thông báo quan trọng đến bạn để đảm bảo tính minh bạch của mạng lưới Remitano. Uh, trên blockchain khi mạng chính tức là mainnet khởi chạy, mỗi người dùng nắm giữ Renet cần phải hoàn thành xác thực KYC cấp độ 2. Đấy. Uh, như vậy là những bạn nào ấy mà đã từng đào và đã uh, dừng rồi ấy thì các bạn hãy đăng nhập vào và khởi động lại. và nếu kc rồi thì thôi, còn nếu chưa kc thì các bạn phải kc cấp độ 2, đúng không ạ? c cấp độ 2. Đấy. thì khi đấy các bạn mới chuyển cái Renet lên mạng chính được. Và cái mạng chính nó sẽ được tiến hành quý 3 năm nay. Tức là vào trong cuối tháng 9, Đấy. Ở đây có mục đọc bài viết này. Rồi. Đấy. Hoàn thành KIC cấp 2 để có thể chuyển Renet lên Mainnet. Đấy. Như vậy đây một số cái thông tin các bạn cần phải nắm đây. Đúng không ạ? À lượng Renet từ chương trình đại sứ tức là lượng renet từ việc đào cá nhân và nhận thưởng arop từ các chương trình marketing của Remekano hợp lệ để chuyển lên mạng chính khi bản thân bạn đã hoàn thành xác minh KYC cấp 2. Wow. Hoàn thành KYC cấp 2. Đấy. À lượng renet từ chương trình đại sứ renet này. Đấy, rồi lượng renet được thưởng khi có tuyến dưới hoàn thành KYC cấp 2 này tức là nếu như bạn có cái à, cấp có cái tuyến dưới, à, nếu khi mà họ hoàn thành cái Cấp 2 thì bạn sẽ nhận được một cái đồng Renet. À, còn nếu như mà họ chưa hoàn thành cái Cấp 2 thì nó vẫn còn bị khóa. Đó. Rồi lượng Renet được thưởng khi đăng ký qua link giới thiệu. À, tức là hợp lệ để chuyển lên mạng à, chính khi mà bản thân bạn đã hoàn thành xác minh cái Cấp 2. Đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây có một cái video. Đây một cái video đây này. Renet, tên viết tắt của Repitano Network Coin là token chính thức của mạng lưới Repitano Network. Trong đó, Repitano Network là một hệ sinh thái blockchain mới với những ứng dụng thực tiễn, được sàn giao dịch tiền điện tử Repitano nghiên cứu và phát triển. Hiện nay, sàn Repitano đang cho phép người dùng khai thác Renet ngay trên điện thoại và hoàn toàn miễn phí. Dự án về Bitano Network sẽ trải qua một số giai đoạn đáng chú ý như Airdrop miễn phí token RENET kéo dài 1 năm từ tháng 7 năm 2021, quý 2 năm 2022, khởi chạy mainnet của sản phẩm tiền điện tử P2P phi tập trung. User có thể chuyển token RENET cho nhau trên ví Repitano với công nghệ đa chữ ký Multisig quý 3 năm 2022, khởi chạy mainnet của sàn giao dịch token phi tập trung DEX. À. Như vậy họ nói là quý 3 nó sẽ khởi chạy cái bài net tức là trong cái quý này, trong cái quý này. Đấy những bạn nào mà đang đào thì à, à, khởi động lại. À, lâu giờ chúng ta không có đào thì khởi động lại. Còn những bạn nào mà chưa đào ấy thì tranh thủ. À, vì cái mine này nó có một cái đặc điểm hết sức quan trọng đó là cái tổng cung của mine net nó phụ thuộc vào cái thợ đào. Nghĩa là à, chúng ta sẽ à, cái tổng cung nó sẽ phụ thuộc vào cái việc à, thợ đào như thế nào đúng không ví dụ đây đây à, cái hiện tại là tổng hiện tại của nó là mới đào được 33 triệu thôi hơn 33 triệu và cái người đào tham gia đào là tới hơn một triệu người đấy và họ có một cái thông báo rằng là gì nếu như cái số lượng thợ đào mà dưới 5 triệu ấy, dưới 5 triệu người ấy thì sẽ kết thúc tức là à trên 5 triệu người thì nó sẽ kết thúc vào à vào tháng à, đúng là nó kết thúc vào tháng à, tháng 7 rồi. Tức là nó kết thúc đào vào tháng 7 rồi. Nhưng mà dưới 5 triệu người thì nó cho gia hạn thêm 3 tháng. Như vậy thì là sẽ tháng 10 này sẽ kết thúc đào nhá thứ 10 sẽ kết thúc đào và cái khi mà lên mainnet đấy thì tất cả nó sẽ được chuyển lên sàn tức là cái đồng dinet này được chuyển lên sàn đấy như vậy cái đồng dinet này thì rất là tương lai thì rất giá trị và sắp tới nó sẽ khóa tức là ví dụ như của mình đây có tổng số là 214 đồng này thì nó sẽ khóa trong vòng 5 năm và cho chúng ta rút ra chuyển lên mainnet bao nhiêu phần trăm mỗi năm bao nhiêu phần trăm như vậy thì cái đồng này là rất là khan hiếm Uh, hiện tại thì mới có 33 triệu thôi, đúng không ạ? Uh, và hầu như mọi người chỉ có vài trăm thôi. Uh, hiếm lắm mới có ngàn Mấy uh, ngàn đồng RINET này. Như uh, vậy tương lai mà anh nào uh, hay là bạn nào mà sở hữu cả ngàn RINET thì đó là cá voi rồi đấy, đấy. Và khi mà nó lên net và nó list sàn thì chắc chắn rằng cái giá nó rất là cao, cho nên anh em chịu khó đào. Và cũng thông báo với anh em là cái đồng RINET này nó sẽ là, là mạng chính cho cái Remitano Network này luôn tức là nó sẽ làm phí nó sẽ làm phí giao dịch trong cái sàn à, remitano này và một số sàn khác hoặc một số ví khác à, đặc biệt là cái ví của remitano này cho nên em tranh thủ đào à, mình sẽ để cái đường link mô tả ở dưới video để các anh em đào nhé à, và thứ hai nữa để kic thì mình hướng dẫn này đây là ở ngay có cái cái cái, cái à, nếu ở trên um, điện thoại ấy, thì các bạn vào cái hình uh, hình đầu người ấy các bạn sổ ra thì nó sẽ có uh, À, các cái mục cho bạn và trong đó có cái xác minh tài xác minh tài khoản này còn ở trên máy tính thì mình có nằm ngay cái chữ tài cái tài khoản của mình thì sổ xuống thì nó có xác minh đấy ở à, chúng ta đóng lại à. đấy nhưng mà cấp độ 1 thì là số điện thoại đúng không ạ à, cấp độ 2 là xác minh tài liệu cơ bản thì đã xác minh à, 1 b và cấp độ 2 ấy à, là xác minh bằng cái thẻ căn cước công dân ấy. đấy rất là dễ cái sàn Remitano này um, KYC rất là nhanh. Uh, tốc độ nhanh lắm. Các bạn uh, cứ KYC rất là dễ. Uh, cái cấp 3 là xác minh ngân hàng tức là để chúng ta có thể mua bán cái đồng này uh, bằng tiền Việt Nam uh, chúng ta chuyển khoản uh, rất là nhanh. Tức là khi xác minh được là thì chúng ta sẽ uh, giao dịch nhanh lắm. Nên các bạn làm rồi bạn nào mà muốn uh, tuyển rep thì các bạn vào cái chỗ mục uh, 40% bonus đấy ở trên điện thoại thì cũng sổ ra thì sẽ thấy là tuyển rep đó thì chúng ta cứ copy đây, à, copy đây hả à. và sau đó chúng ta sẽ à, à, gửi cho bạn bè người thân trong gia đình à. và để chúng ta à, đào tranh thủ đào tới cuối tháng khả năng là tới tháng 10 thì chúng ta sẽ kết thúc rồi, à, cho nên là anh em tranh thủ đi, ha à. rồi. rồi vậy video cũng đến đây nên là kết thúc à, nếu như video này mà có ích cho các bạn thì các bạn có thể chia sẻ À, cho nhiều người biết hơn và bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì có thể đăng ký và à, à, nhấn chuông để nhận thêm các video mới